Chào tất cả mọi người, hiện tại Trọng Thơ đang có mặt tại chợ đêm Trân Thành nha quý vị. Chợ đêm Trân Thành hiện tại đang mở một cái hội chợ nha quý vị. Hội chợ thủ công mỹ nghệ và ẩm thực tại chợ đêm Trân Thành. Và ngay đây là ngã tư Trân Thành. Trước mắt chúng ta là trung tâm thương mại Trân Thành Malaya. Xin mời cả nhà chúng ta cùng theo chân Trọng Thơ để khám phá nha. Với chợ đêm Trân Thành được mở tại thời điểm này từ ngày 8 đến ngày 15 này, và chợ đêm thì sẽ hoạt động hàng đêm nha quý vị. Ở đây thì là có những gian hàng ẩm thực, và cả nhà có thể thấy thời điểm này là thời điểm bắt đầu người dân cũng như là lượng công nhân ở khu vực này đi chơi, đi tham quan, đi giải trí, đi nghỉ ngơi tại khu vực này nha. Với chợ đêm Trân Thành thì chúng ta có thể thấy nhiều mặt hàng đang được mở bán khu vực này. Và bên này thì chúng ta đi vào bên tay trái có cái sân patin nha quý vị, có sân patin cực kỳ đẹp. Và khu vực này thì dành để mà mở những cái khu cho trượt patin này, rồi cho các em bé chơi trong khuôn viên này nha quý vị, trong khuôn viên này. Và ở đây chúng ta có thể thấy nhiều mặt hàng, gian hàng, quán nước. Rồi trung tâm thương mại Trân Thành Malaya cũng chuẩn bị được hoạt động vào cuối năm nay. Và ở đây thì nhiều dãy shop house cũng được xây dựng lên tại khu vực này cực kỳ đẹp. Và ở đây thì với tổng diện tích là 3,3 ha tại ngã tư Trân Thành. Với thời điểm này giá bất động sản ở khu vực này giá cực kỳ rẻ, phải nói là rẻ nhất cả nước nha quý vị. Với bán kính cách trung tâm thương mại Trân Thành Malaya chỉ 3 km thôi, nằm trong lõi của khu nghiệp BKM Trân Thành Bình Phước, mà giá hiện tại chỉ dao động từ 500 triệu cho đến 700 triệu trên những trục đường lòng đường là 8m, và vỉa hè mỗi bên 4m là trục đường 16m. Trên những trục đường mà 22 đến 25m giá chỉ dao động từ 700 đến 900 triệu. Với thời điểm này quý hàng hoàn toàn có thể đầu tư được những vị trí cực đẹp tại khu nghiệp và đô thị BKM Trân Thành Bình Phước. Liên hệ ngay Trọng Thơ qua số điện thoại 0962 854 858 để cùng Trọng Thơ lên tham quan BKM Trân Thành Bình Phước và gặp Trọng Thơ để được tư vấn miễn phí về dự án BKM Trân Thành Bình Phước và những tiềm năng quanh khu vực này. Với cái giá từ 500 đến 900 triệu chúng ta đã sở hữu được một bất động sản trong trung tâm thị xã Trân Thành rồi. Chúc quý hàng đầu tư vào năm 2023 thành công rực rỡ, và nhớ đăng ký kênh Trọng Thơ để có những sản phẩm mới nhất và cập nhật tình hình tại Trân Thành Bình Phước nha.